người nhà nạn nhân muốn tòa tuyên bác sĩ Lương vô tội. Sáng ngày 7 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Hòa Bình mở phiên sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án liên quan đến sự cố chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình khiến 8 người chết hồi năm ngoái. Tại tòa hôm nay, bác sĩ Hoàng Công Lương và Trần Văn Sơn bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Bùi Minh Quốc bị truy tố về tội vô ý làm chết người. Tuy nhiên, tại phần làm thủ tục, rất nhiều luật sư của các bị cáo đều làm đơn xin vắng mặt. Một số đại diện của người bị hại cũng không thể đến tòa. Do vậy, hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên và mở lại vào ngày 15 tháng 5 tới đây. Đề nghị tuyên bác sĩ Lương không có tội. Trái với thông thường rằng người nhà, người bị hại sẽ yêu cầu xử lý nghiêm minh các bị cáo, điều bất ngờ là phần lớn người nhà của 8 nạn nhân tử vong trong sự cố chạy thận khi được hỏi đều mong muốn hội đồng xét xử tuyên bác sĩ Hoàng Công Lương không có tội. Chúng tôi đến phiên tòa hôm nay mong muốn lớn nhất là tòa xét xử đúng người đúng tội, giải quyết thỏa đáng vấn đề bồi thường dân sự. Thứ nữa là người trực tiếp có mặt tại thời điểm xảy ra sự cố. Tôi mong muốn tòa tuyên bác sĩ Lương không có tội. Bác sĩ Lương không phạm tội. Bà Nguyễn Thị Anh Tuyết, có con gái nạn nhân Nguyễn Thị Minh, trú thành phố Thái Bình nói. Theo bà Tuyết, tính đến thời điểm hiện tại, phía bệnh viện mới chỉ hỗ trợ các gia đình nạn nhân số tiền 10 triệu đồng. Sau khi xảy ra sự cố, dù đã tới 4 lần ngồi xuống để thỏa thuận, nhưng con số bồi thường vẫn chưa được thống nhất. Các gia đình người bị hại không đồng ý với mức tiền mà phía bệnh viện đưa ra. Nếu giả sử hôm nay tòa không hoãn, tôi rất mong vụ án sẽ được xét xử công minh, không xử oan người vô tội, nhưng cũng không để lọt người có tội để người thân chúng tôi được yên tâm, bà Tuyết nhấn mạnh. Cùng chung quan điểm này, bà Nguyễn Thị Thu, mẹ nạn nhân Đinh Thị Thu Hằng, trú thành phố Thái Bình cho hay, sau khi xem đoạn clip của khoa chạy thận về bác sĩ Hoàng Công Lương, bà đã khóc từ 4 giờ sáng đến lúc bắt đầu rời khỏi nhà để đến tòa. Bà khóc vì thương cảm với sự nhiệt huyết, trách nhiệm trong công việc của vị bác sĩ trẻ tuổi. Chúng tôi có con em đã chạy thận ở đó. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, cả chục năm nay, bác sĩ Lương với bệnh nhân luôn coi nhau như người nhà. Thời điểm xảy ra sự việc, bác sĩ đã làm hết khả năng, hết trách nhiệm để cứu chữa nạn nhân. Vì thế, tôi nghĩ bác sĩ Lương không có tội, bà Thu nhận định. Vì sao ông Trương Quý Dương không có mặt? Được triệu tập tới tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, ông Trương Quý Dương, cựu giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình và đại diện công ty cổ phần Dược phẩm Thiên Sơn đều có đơn xin vắng mặt. Việc này khiến nhiều người nhà nạn nhân tỏ ra không hài lòng, đồng thời đặt câu hỏi về sự vắng mặt nói trên. Bà Nguyễn Thị Anh Tuyết cho biết, vì luật sư của các bị cáo đều vắng mặt, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cũng như công ty cổ phần Dược phẩm Thiên Sơn đều không đến, khiến việc thỏa thuận bồi thường dân sự không đảm bảo, các gia đình người bị hại đã phải thống nhất với luật sư đề nghị hoãn phiên xử. Trong lúc các nạn nhân gặp nạn, ông Dương khi đó là người đứng đầu bệnh viện nhưng không trực tiếp có lời chia buồn nào. Trong tất cả 4 lần gặp gỡ giữa bệnh viện và các gia đình, ông cũng không hề có mặt. Nguyện vọng của gia đình tôi là việc ông Dương với vị trí giám đốc khi còn đương chức phải có trách nhiệm chính, bà Nguyệt cho hay. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thu nói không hiểu vì sao ông Dương lại không có mặt. Theo bà, vị này phải là người chịu trách nhiệm cao nhất vì là người chịu trách nhiệm ký hợp đồng với công ty Thiên Sơn. Bà đề nghị trong phiên xử mở lại tới đây, ông Trương Quý Dương và đại diện công ty Thiên Sơn phải có mặt. Tôi cũng mong muốn sớm được giải quyết vấn đề bồi thường dân sự. Con tôi là nạn nhân trẻ tuổi nhất trong số 8 người xấu số. Người mẹ mất, con gái của nó, nạn nhân Đinh Thị Thu Hằng mới học lớp 9. Cuộc sống đảo lộn khiến cháu bị ảnh hưởng rất nhiều. Bà Thu khóc lớn trước cửa phòng xét xử. Đứng nép một góc sau khi tòa tuyên án, chị Bùi Thị Tiện, trú huyện Cao Phong, mắt vẫn đỏ hoe. Chị bảo sắp xếp công việc từ nhiều ngày nay để dự tòa, nhưng lại phải dời sang ngày khác. Chị đã 3 lần đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình để yêu cầu bồi thường nhưng vẫn chưa thống nhất kết quả. Trước khi vào viện chạy thận, chồng chị là nhân lực chính trong gia đình. Kể từ khi anh mất, mấy mẹ con gặp rất nhiều khó khăn cả về kinh tế lẫn đời sống tinh thần. Và chị cũng mong muốn bác sĩ Lương được tuyên không có tội. Dù chồng chị không được bác sĩ Lương trực tiếp điều trị, nhưng qua lời kể của nhiều người, chị biết đây là một vị bác sĩ có trách nhiệm và tâm huyết với nghề. Thank you.
cha con ông Trịnh Xuân Thanh bất ngờ rút đơn kháng cáo. Sáng ngày 7 tháng 5, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử ông Đinh La Thăng và các bị cáo có kháng cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN và Tổng công ty xây lắp dầu khí PVC. Trong phần thủ tục, thư ký phiên tòa bất ngờ công bố cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị PVN Trịnh Xuân Thanh rút toàn bộ kháng cáo trước khi mở phiên tòa phúc thẩm. Trước đó, ông Trịnh Xuân Thanh đã kháng cáo kêu oan. Ông Thanh khẳng định không tham gia vào các hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Như bản án sơ thẩm đã quy kết, ông Trịnh Xuân Thanh đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại cả hai tội danh này và xem xét lại toàn bộ trách nhiệm dân sự của ông. Ngoài ra, đáng chú ý, ông Trịnh Hùng Cường, con trai của bị cáo Trịnh Xuân Thanh, tại tòa cũng cho biết trong hôm nay sẽ nộp đơn rút kháng cáo. Ông Cường có kháng cáo đề nghị trả lại biệt thự AD0216 khu đô thị sinh thái Vinhome, căn hộ 15F053234 Trần Phú, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, ô tô Mazda CX-5 màu trắng, biển số 30A97097. Ông Cường cho rằng đây là tài sản do ông bà cho mình, không thuộc tài sản phải thi hành án nên đề nghị được trả lại. Tại bản án sơ thẩm, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt ông Trịnh Xuân Thanh 14 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tù chung thân về tội tham mô tài sản, tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội danh là chung thân. Về trách nhiệm dân sự, các bị cáo trong nhóm tội cố ý làm trái buộc phải bồi thường thiệt hại cho PVN số tiền hơn 119 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh mỗi bị cáo bồi thường số tiền 30 tỷ đồng. Các bị cáo phạm tội tham mô tài sản liên đới bồi thường cho PVC số tiền hơn 11 tỷ đồng. Trong đó, Trịnh Xuân Thanh bồi thường 4,4 tỷ đồng. Hội đồng xét xử xác nhận bị cáo Trịnh Xuân Thanh đã nộp số tiền 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, hội đồng xét xử cũng tuyên tiếp tục kê biên tài sản của bị cáo Trịnh Xuân Thanh để bảo đảm thi hành án. Chủ tọa Nguyễn Xuân Sơn cho hay, ngày 2 tháng 5 bị cáo xin rút đơn kháng cáo của toàn bộ hai bản án mà ông Thanh đã bị đưa ra xét xử. Cũng trong đơn, ông Thanh nêu vì lý do sức khỏe nên xin vắng mặt tại phiên tòa này. Hội đồng xét xử sau đó đã ra quyết định đình chỉ vụ án đối với ông Trịnh Xuân Thanh, bản án sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật. Sáng nay ngày 7 tháng 5, Tòa án Nhân dân cấp cao Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm trong vụ án kinh tế xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN và Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam PVC. Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài trong 10 ngày, chủ tọa điều hành phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Văn Sơn. Phiên tòa được mở do cả kháng cáo của bị cáo trong vụ án cùng một số người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Tại phiên tòa lần này, phóng viên tham dự đưa tin phiên tòa sẽ phải ngồi theo dõi phiên xử qua màn hình TV tại một phòng khác ngoài phòng xử án. Cận cảnh biệt thự choáng ngợp của đại úy công an. Được Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa cho thuê đất 50 năm để làm nhà xưởng thu mua nông sản. Tuy nhiên, đại úy công an đã cho xây một căn biệt thự rộng hàng trăm mét vuông trong khu đất hơn 5.000 mét vuông khiến nhiều người choáng ngợp. Chiều ngày 4 tháng 5, trao đổi với báo Người Lao Động, ông Lê Văn Thao, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đang thành lập đoàn kiểm tra để làm rõ sự việc. Ông Phạm Văn Công, sinh năm 1976, là đại úy cán bộ công an huyện Vĩnh Lộc, cho xây dựng nhà cửa tường bao quanh khu đất rộng hàng ngàn mét vuông ngay sát quốc lộ 217 thuộc địa bàn xã Vĩnh Thành. Theo ông Thao, hiện ông Công cho xây nhà trong khu đất rộng khoảng 5.115m2, trong đó có 523m2 đã được Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Lộc cho thuê 50 năm để xây dựng khu kinh doanh nông sản và vật tư nông nghiệp và khoảng 4.592m2 đất để thực hiện dự án trồng cây lâu năm. Hiện chúng tôi mới xuống đo đạc để làm rõ hai ranh giới diện tích đất trên để đưa ra hướng xử lý. Trước mắt, hai gian nhà nhỏ sát quốc lộ 217 vi phạm hành lang an toàn giao thông, chúng tôi đã yêu cầu tháo dỡ. Các công trình còn lại sẽ kiểm tra, xem xét. Nếu vi phạm không đúng quy định thì sẽ kiên quyết xử lý, ông Thao khẳng định.
Cùng theo ông Thao, trước đó vào tháng 11 năm 2017, huyện cũng đã phát hiện việc xây dựng và đã cùng với Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thành xuống lập biên bản xử phạt 3 triệu đồng và yêu cầu dừng thi công. Tuy nhiên, sau đó vợ chồng anh ấy vẫn cố tình xây tiếp. Chúng tôi cũng nhận trách nhiệm do thiếu đôn đốc kiểm tra để xảy ra sự việc trên, ông Thao nói. Về ngôi nhà lớn như biệt thự mọc lên giữa khu đất trên, ông Nguyễn Văn Công, trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện Vĩnh Lộc cho biết, kiểu dáng xây ngôi nhà thì không giống với nhà xưởng thu mua nông sản. Trong hợp đồng thuê đất và hồ sơ, gia đình xây dựng nhà xưởng chỉ nói xây nhà kho, khu bảo vệ, nhà vệ sinh, chứ không nói rõ nhà xưởng phải xây như thế nào. Biết đâu, ngôi nhà đó vẫn có chức năng làm nhà kho. Cái này chúng tôi phải kiểm tra lại, ông Công nói. Chiều cùng ngày, phóng viên báo Người Lao Động đã có một sở thị ngôi biệt thự đẹp lung linh của đại úy công an huyện Vĩnh Lộc. Theo ghi nhận, ngôi biệt thự nằm ngay sát quốc lộ 217 với chiều dài mặt đường khoảng 50-70m. Ngôi biệt thự được xây dựng theo kiểu nhà Thái, nằm giữa khu đất rộng hàng ngàn mét vuông với tường bao xung quanh. Quanh ngôi biệt thự có một hồ bơi, hòn non bộ, vườn cây cảnh và rất nhiều các hạng mục khác. Nếu nhìn vào ngôi nhà, không ai ngờ diện tích đất này chỉ được Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Lộc cho thuê 523m2 để làm kinh doanh thu mua nông sản. Số còn lại 4.520m2 chưa được đồng ý chuyển đổi. Được biết, ông Phạm Văn Công đang làm cán bộ công an huyện Vĩnh Lộc với cấp bậc đại úy, vợ là cán bộ khuyến nông của một Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Lộc, là công chức nhà nước, nhưng ông Công hiện còn làm kinh doanh khai thác cát bên ngoài.